Xin chào, mình là Hương Quỳnh đây. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người tại kênh truyền thông của ProSale Việt Nam. Và hiện tại mình đang có mặt tại phòng demo của showroom ProSale thành phố Hồ Chí Minh. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người là một dòng loa của một hãng loa đến từ Đức, đã có trên thế giới 20 năm nay và được công ty ProSale Việt Nam chúng tôi mang về tại Việt Nam khoảng 6 năm trở lại đây. Sản phẩm cụ thể của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc loa PCS115Q. Và mình muốn chia sẻ một đôi điều với các bạn, đó là hãng loa For Acoustic đã cho ra đời rất là nhiều sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu của người sử dụng. Và đến năm 2018 thì công ty chúng tôi đã mang về một series loa PCS-Q nhằm đáp ứng thị hiếu của người nghe và yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Và chiếc loa PCS-115Q này là chiếc loa có công suất và kích thước lớn nhất trong series Q. Và trước tiên, mình cùng các bạn đi tìm hiểu về tổng quan, về thiết kế và ngoại hình của chiếc loa này nha. Và như các bạn cũng có thể cảm nhận thấy là chiếc loa này có thiết kế nhìn khá là mạnh mẽ, chắc chắn, hiện đại và có bo viền cong nhìn rất là tỉ mỉ. Vỏ bên ngoài của chiếc loa này được làm từ gỗ bạch dương F12 lớp và phủ bên trên là một lớp sơn polyurea cao cấp. Và đây chắc hẳn là những chi tiết khá là quen thuộc đối với tất cả mọi người, vì những chất liệu này được những hãng loa thuộc top đầu thế giới sử dụng để làm cho sản phẩm của mình sang trọng hơn và bền bỉ hơn. Đây là mặt lưới bảo vệ với những hình lưỡi dập CNC truyền thống của hãng loa For Acoustic. Và logo For Acoustic của series PCS-Q này được đặt ở phía bên trái của loa. Và một điều đặc biệt, ở phía sau mặt lưới bảo vệ này có một lớp mút. Lớp mút này có tác dụng bảo vệ màn loa chống bụi bẩn rất là an toàn. Và tiếp theo các bạn hãy cùng mình quan sát hai bên hông của loa này nha. Hai bên hông của chiếc loa PCS-115Q này đều có thiết kế là tay cầm. Và trong series PCS-Q chỉ có chiếc loa 115Q là có tay cầm thôi, bởi vì kích thước của chiếc loa này khá là lớn, cũng khá là nặng. Chiếc loa này có chiều dài là 70cm, chiều rộng là 42cm và chiều sâu của nó là 43cm. Và độ nặng của chiếc loa này là 34kg. Với thiết kế tay cầm, các bạn có thể dễ dàng di chuyển chiếc loa này. Và ngoài ra, ở hai mặt bên còn có những con ốc lục giác 18. Những con ốc này có thể giúp các bạn gắn vào giá loa một cách dễ dàng. Và ở mặt trên của loa cũng là những con ốc lục giác được xếp theo hình dọc. Điều đó có nghĩa là các bạn có thể tùy biến treo loa dọc hay ngang tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mình. Và đây là mặt sau của chiếc loa này. Ở mặt bit thì nhà hãng đã có thể hiện những thông tin cần thiết và những thông số kỹ thuật cơ bản cho các bạn. Ở đây là logo nhận diện của hãng loa For Acoustic, mã hiệu là PCS-115Q Pro Audio Germany. Trang web của hãng foracoustic.com. Ở đây có tem chống hàng giả hay gọi là tem 7 màu của nhà hãng Made in Germany. Đây là hai cổng speakon, serial number và mã QR. Các bạn có thể kiểm tra được chiếc loa này có phải là chính hãng hay không. Về thông số kỹ thuật của chiếc loa PCS-115Q này thì chiếc loa này có công suất khởi điểm là 600W, công suất trung bình là 1200W và công suất cực đại của nó là 2400W với trở kháng là 8 ohm. Dải tần đáp ứng của chiếc loa này là 40 Hz cho tới 20 kHz. Độ nhạy của chiếc loa này là 101 dB, được đo từ 1W trên 1m. Chiếc loa có độ nhạy càng cao thì bộ men của chúng ta sẽ đỡ lực hơn. SBL hay còn gọi là áp lực âm thanh của chiếc loa này, bit là 136 dB. Và bây giờ mình sẽ nhờ một anh kỹ thuật viên của ProSound thành phố Hồ Chí Minh tháo mặt lưới này ra để cùng xem cấu tạo của củ bắp và củ trep của chiếc loa PCS-115Q này nha. Và đây các bạn hãy quan sát phần bên trong của mặt lưới bảo vệ. Thì chiếc loa này được kết hợp bởi một củ trep 1,4 inch và một củ bass 15 inch hay còn được gọi là bass 4 tấc và được sản xuất bởi hãng Stecton của Đức. Và ở thị trường Việt Nam khá là ẩm hơn so với thị trường của nước ngoài nên nhà hãng đã cho tráng một lớp dầu ở gân vải của màng loa để giúp cho tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn. Và họng của củ trep này thì được làm từ gang giúp cho âm thanh khi phát ra sẽ sáng hơn và mịn hơn so với những củ trep được làm từ nhựa.
Và đây là hai lỗ thông hơi được đặt ở hai bên loa. Hai lỗ thông hơi này có tác dụng khi củ bass được cộng hưởng từ thùng loa thì hai lỗ thông hơi này sẽ giúp thoát hơi cộng hưởng của củ bass. Và với công suất và kích thước lớn như vậy thì chiếc loa này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho phòng hội nghị, phòng tiệc cưới, những party event nhỏ ngoài trời, bar, pub hoặc đặc biệt là gia đình có phòng giải trí karaoke lớn thì chiếc loa này hoàn toàn phù hợp. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình thưởng thức chất âm của chiếc loa PCS115Q này nha. Please come back.
đây chỉ còn 3 giây đến say và em nói yêu anh. Và vừa rồi các bạn đã được thưởng thức qua chất âm của chiếc loa Fullrange PCS115Q kết hợp cùng với chiếc sub PCS118BQ. Và các bạn có cảm nhận như thế nào về chất âm của chiếc loa này thì đừng ngại comment ở dưới video nha. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm vừa rồi, có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 077-789-1991, 077-789-1992. Nếu các bạn muốn trải nghiệm và tham gia hát cùng ProSound thì đừng ngần ngại, hãy đến ngay hai showroom của công ty chúng tôi tại miền Bắc và miền Nam nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh truyền thông của ProSound Việt Nam để đón nhận được những thông tin mới nhất cũng như những sản phẩm hot hit nhất hiện nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.